vị sữa chua hòa quyện cùng nước uống tạo nên Good Mood, nước uống vị sữa chua. Hey, ngon mát bất ngờ, mút lên phơi phới. Số 1 và số 4. Cái này thì chúng ta thấy rõ, số 1 biểu diễn rất là sung, rất là chắc. Vũ đạo, ngay cả cái hồn của con người anh ấy toát ra. Cô gái số 4 thì cũng rất là xuất sắc luôn. Có thể là cái cô số 4 á, không phải dòng nhạc của cổ. Đúng, đúng. Còn cái bạn số 1 á, là cái làm như cái giọng đó là của đúng. Bạn luôn á. Đúng rồi. Hiểu đúng, không? Nó khớp với mức độ như vậy luôn. Mà nhịp nhàng là cái như là chắc nịch à. Nếu mà bài vừa rồi phát lên thì buộc phải chọn bạn nam rồi. Đúng, đúng rồi, không ạ? Tại vì bạn nam, nam chính xác quá. Phải giữ lại bạn nam thôi. Ha anh ha. Nha. Anh có đồng ý không? Dạ, đồng ý. Rồi, số 1 lui. Số 4, bạn có phải là ca sĩ hay không? Chưa biết. Mời bạn hát bằng giọng thật của mình. Bắt đầu. Mai về Bạc Liêu
điệu ru hời nặng nỗi đau đời, lời ru theo nước mắt rơi rơi, trắng đêm tâm sự mà lòng sầu thương sao chẳng vơi. Bạn tình chung sao bỗng nghẹn lời, khúc ca ly biệt tôi đành từ đây giờ các nhạc công. Thưa quý vị, đây là một hình ảnh rất là đẹp, đẹp lắm. Đây là một trong những hình ảnh của đàn ca tài tử, tài tử cải lương. Hãy cho một tràng pháo tay với hình ảnh rất đẹp như thế này. À, ngày xưa tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ đó, là bà nội là nghệ nhân đàn tranh ngồi đàn như thế, rồi ông cậu là ngồi đàn guitar phím lõm, rồi tôi cũng học đàn kìm, đàn bầu nữa, ở dưới quê có thêm cái đàn cò nữa. Nó hòa thành một cái giai điệu nghe nó ngọt ngào lắm. Tôi biết rằng cô số 4 rất là xúc động khi hát bài đó, và tất cả người dân miền Tây, đặc biệt dân miền Tây, họ cũng đang xúc động với những hình ảnh và giai điệu này. Một lần nữa thì cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi một hình ảnh rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Cô gái số 4, em là ai? Một cô gái rất là xinh đẹp. Dạ vâng ạ, em tên Đặng Kiều My. Dạ, nghề nghiệp của em. Em nghi ngờ bạn số 4, tại vì bạn nhép rất là đẹp. Dạ, rất là đúng. Bạn số 4 có một cái độ uyển chuyển trong cái sự phát âm, rồi ngoài ra phải có cái sự uyển chuyển hình thể nữa. Thì em thấy rằng là các bạn đầu tiên là bạn có được đầy đủ những yếu tố đó. Bạn số 4 là em nghĩ rằng là ca sĩ so với các bạn kia. Dạ, nghề nghiệp của em. Dạ, em làm lễ tân. Em làm lễ tân. Trời ơi, con hát hay quá vậy. Lễ tân mà sao hát hay quá vậy? Dạ, ngoài lễ tân ra thì em cũng có đi hát. Lúc em khóc, em có xúc động á, cũng như tất cả những ai mà xúc động giống như chính bản thân của mình đây. Tôi xúc động thì tôi hát sẽ bị sức nức nở và khó hát tròn vành rõ chữ được. Nhưng mà em thì khác. Em vừa xúc động lên mà cái giọng hát em truyền lại những cái tình cảm rất là sâu lắng. Và cái giọng hát của em giống như là một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp, tràn đầy nội lực mà hát rất là cao và rất đẹp nha. À, chúc mừng em với cái màn trình diễn này. Và chúng tôi cũng rất vui mừng và hãnh diện khi nghệ thuật cải lương, đờn ca tự từ cải lương là một nghệ thuật văn hóa là truyền thống của Việt Nam. Và chúng ta đang tiếp nối cho ông phát triển thật mạnh lên và không bao giờ quên được nghệ thuật cải lương. Cảm ơn. Tôi rất trân trọng những bạn trẻ thế này đây, ngồi đàn thế này, đàn tranh thế kia. Các bạn trẻ vẫn giữ được những cái văn hóa truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là đó là loại hình văn hóa phi vật thể của thế giới nữa, của nhân loại nữa, tuyệt vời làm sao ha. Hưng xin bổ túc thêm một tí là mát hay quá. Cảm ơn anh. Vòng cổ em mát ngọt, giống như tôi kêu là ngọt giống như lùi luôn á. Nhưng mà phải nói là phải cảm ơn những người đang phù họa đây, đã làm cho cái bài hát này của em và tiết mục này của em đi cao lên một cái nền nghệ thuật rất là cao của người miền Tây. Rồi đây, những cái giai điệu này, những cái giọt đàn, những cái hơi hát thế này, nó sẽ thấm sâu, nó quyện sâu vào cái tâm hồn và nó ăn sâu vào máu của người dân Việt Nam. Và từ đó chúng ta bảo tồn và phát huy những cái giá trị truyền thống của dân tộc. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn.